Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Housebiz và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trong những ngày gần đây, chào lưu bạn đã thay đổi bao nhiêu đang xuất dần dần trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ có những bạn trẻ mà không ít những nghệ sĩ Việt cũng không vắng mặt với trend này. Nếu như sao Việt thi nhau khỏe quá khứ và hiện tại của mình, thì các sao hoa ngữ sẽ ra sao nếu họ cũng đua theo chân này? Hãy cùng ngắm nhìn một số sao hoa ngữ ngày ấy bây giờ, xem họ thay đổi ra sao nhé! Đầu tiên, Dương Mịch là một trong những tiểu hoa thế hệ sau 85. Dương Mịch còn là ngôi sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn chỉnh. Vậy nhưng ít ai biết được rằng quá khứ nữ diễn viên đình đám của Cbiz cũng không khác bây giờ là bao với làn da trắng, đôi môi đỏ cùng cặp mắt to thu hút có thể dễ dàng nhận thấy những đường nét thanh tú mà nữ diễn viên tam sinh tam thế thập lý đào hoa đang sở hữu đều có từ ngày bé chính những bức hình này đã góp phần đẩy lùi các tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ của cô thứ hai triệu lệ dĩnh không kém cạnh dương mịch hình ảnh quá khứ của triệu lệ dĩnh cũng đã chứng minh được rằng nhan sắc của cô đẹp theo thời gian mặc dù những loạt ảnh ở quá khứ với chất lượng không tốt là mấy nhưng vẫn không thể che giấu được nét dễ thương đáng yêu của cô nàng thứ ba dương dương không hổ danh là nam thần vạn người mê, đẹp bất chấp mọi góc máy quay hay cam thường. Ngay từ nhỏ, Dương Dương đã chứng minh được nhàn sắc anh đẹp từ trong trứng nước. Những ngày từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, có lẽ anh chàng chẳng hề biến đổi chút nào. Có chăng chỉ là chiều cao tăng lên và thân hình thêm hoàn hảo hơn mà thôi. Thứ tư, Sa Thi Mạn Không chỉ lớn lên mới đẹp, mà ngay từ nhỏ Sa Thi Mạn đã khiến nhiều người yêu thích bởi khuôn mặt phúng phính, búng ra sữa, cùng đôi mắt to trong và đôi môi đỏ đáng yêu. Thậm chí với gương mặt mang nhiều đường nét yêu kiều này, Sa Thi Mạn từng được ví là tiểu lưu gia linh. Hiện tại, ở tuổi 45, Sa Thi Mạn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ, mặn mà hơn. Thứ năm, Trịnh Sảng. Trịnh Sảng có lẽ là nữ nghệ sĩ chín x hiếm hoi, dám mạnh dạn công khai đập đi xây lại. Tuy nhiên, ngay cả trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Trịnh Sảng vẫn là nữ diễn viên xấu nhan sắc trong trẻo, xinh xắn đáng yêu, gương mặt búng ra sữa. Hiện tại cô nàng không chỉ chăm chỉ đóng phim mà còn ngày càng đẹp hơn, xứng đáng là nữ thần thanh xuân. Thứ sáu, địch lệ nhiệt ba. So với hình ảnh đáng yêu hồi còn nhỏ, địch lệ nhiệt ba chỉ xinh đẹp hơn chứ không hề thay đổi một chút nào. Ngũ quan sắc nét và đôi mắt to tròn của cô gái đến từ Tân Cương thực sự khiến người đối diện phải mê đắm. Thứ bảy, Lưu Thi Thi. Ngay từ khi còn nhỏ, có thể thấy bà xã Ngô Kỳ Long đã sở hữu gương mặt xinh xắn, thần thái cùng phong cách ăn mặc chuẩn ngôi sao. Chính vì thế khi lớn lên, Lưu Thi Thi lại sở hữu diện mạo thanh khiết, đôi mắt có nét u buồn rất riêng cùng với nước da trắng hồng. Thứ 8. Dương Tử Dương Tử gia nhập làng giải trí khi mới 10 tuổi với bộ phim Huyền Trang Bí Sử và Nhà có trai có gái. Ngoại hình của Dương Tử lúc đó còn khá mũm mĩm và các đường nét không có gì nổi bật. Tuy nhiên, điều không ai nghĩ tới đó chính là một cô bé mũm mĩm năm xưa khi lớn lên lại thanh mảnh nhẹ nhàng như vậy. Những đường nét khi xưa của Dương Tử đã thay đổi rất nhiều khi lớn lên. Điều này khiến cô nàng dính nghi vấn, phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ 9 Đặng Luân Ngày từ nhỏ, Đặng Luân đã sở hữu làn da trắng với gương mặt búng da sữa cho tới khi lớn lên, nhan sắc của nam diễn viên hương mặt tự khói xương cũng chẳng thay đổi là bao. Ngược lại, anh còn được khen ngợi ngày càng đẹp trai hơn. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, nhan sắc của Đặng Luân sáng chói cả một vùng. Thứ 10. Thành Nghị Thành Nghị từng khiến nhiều fan hết hồn vì sự thay đổi xoành xoạch, trở thành nam thần cổ trang. Bên trái là nam tân minh trong đường cung Mỹ Nhân Thiên Hạ 2012 và bên phải là nam chính của mộng tỉnh Trường An dự kiến ra mắt năm 2021. 11. Vương Nhất Bắc Thật may Vương Nhất Bác đã không còn nhuộm tóc đỏ như trong đại tây du ký ba nữa. Ở thời điểm hiện tại, ảnh đã là một trong những ngôi sao được săn đón và đang rất được mong chờ ở siêu phẩm hữu phỉ. 12. Cúc tịnh y Mỹ nữ 4.000 năm có một cúc tịnh y, có sự thay đổi chóng mặt về nhan sắc. Hiện nay cô đã có góc cảnh và sắc sảo hơn thời còn đóng Cửu Châu Thiên Không Thành 2016. 13. Trung Hán Lương về mấy vụ ngày ấy bây giờ thì khó có ai vượt qua Trung Hán Lương vì đã gần 3 thập kỷ trôi qua, ảnh vẫn cứ trẻ hoài như vậy. Ảnh bên trái là hình ảnh của thiếu niên ngũ hổ 1993 và bên phải là cẩm tâm tượng ngọc chuẩn bị ra mắt vào năm 2021. 14 triệu lộ tư Từ vai phản diện trong Phượng Tù Hoàng 2017, triệu lộ tư nhanh chóng trở thành thành nữ xuyên không đình đám với vẻ ngoài trắng trẻo ngọt ngào. Yêu em từ dạ dày là cú lột xác của cô nàng với hình tượng hiện đại hiếm thấy. 15. Dịch dương thiên tỷ Trước cả khi debut với TFBOY thì dịch dương thiên tỷ đã thường xuyên đóng phim. Anh chàng đã có màn dạy thì thành công từ năm 2013 trong các chấp tới một năm thần màn ảnh như hiện nay. 16. là Vân Hy là Vân Hy lên đời từ sinh viên ngành luật của bên nhau chọn đời 2015 tới tổng đài viên xoái của nửa là đường mật, nửa là đau thương. Dễ thấy nhất là anh chàng ách trắng trẻo, cao giáo hơn trước đây rất nhiều lần. 17. Ngô lỗi Thêm một diễn viên nhí nữa có sự thay đổi ngoạn mục là ngô lỗi. Nai cha của làng nhà bảng sau 14 năm đã trở thành Mỹ Nam thế hệ mới của xuyên qua hỏa tuyến. 18. Đàm Tung Vận Đàm Tung Vận từng bị dìm chết trong bộ phim Hậu Cung chân Hoàn truyện, Sau 10 năm, cô nàng vẫn trẻ tới hết hồn. Đàm Tùng Vân hiện tại đã gần 30 tuổi, vậy nhưng vẫn dễ dàng hóa thân thành nữ sinh 18 tuổi ở phố Mà Dương Thân Yêu. Chúng mình là Hồng Sibit. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.